Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình. Hôm nay thì cùng mình cũng đi ra để quay cập nhật chia sẻ với các bạn cái hình ảnh về cái con đường đào được nhiều những bộ hài cốt nhất của Hà Nội. Đấy thì hôm nay thì mình cũng ra tận nơi để cập nhật xem là ở đây cái tình trạng những cái bộ hài cốt đã được chuyển đi hết chưa và cái con đường đã làm được như thế nào rồi. Thì hôm nay video mình sẽ mời các bạn cùng xem cùng mình nhé. Phía trước mặt của chúng ta đây là cái con đường ngõ Tây Sơn, thì cái con đường mà đã được rất nhiều các phương tiện truyền thông đưa tin là có khai quật được rất nhiều các bộ hài cốt ở đây. Thì bây giờ là họ cũng mới làm xong cái hệ thống cống rãnh này các bạn ạ, cống rãnh và bắt đầu lấp đất lên rồi. Đó thì đây là những cái bộ đồ của bên người ta thi công, người ta vẫn còn đang làm rửa. Chắc một vài ngày nữa thì đường sẽ sạch đẹp trở lại như mới các bạn nhé. Bây giờ thì hiện là mới lấp được cái hồi cái rãnh đi rồi, còn lại cái mặt đường cũng chưa được hoàn thiện hết, phương tiện đi qua rất là khó khăn. Phía trên kia thì những cái đội thi công người ta đang dọn dẹp những cái rào chắn kìa, cái rào chắn mà để bảo vệ cái đường cống rãnh cho người dân đi lại cho nó đỡ bị nguy hiểm. Thì bây giờ bắt đầu chuyển đi nha mọi người. Còn cái khu vực này là cái khu vực mà được phát hiện là nhiều nhất những cái cỗ hài cốt ở đây. Đây, cái điểm này là cái điểm mà được quy tụ rất là nhiều những cái tiểu sứ, tiểu sành được chuyển lên trên cái sân này. Hiện tại bây giờ đã di chuyển hết lên khu vực ở trên mạng Sơn Tây hay là Ba Vì gì đó để chôn cất ở trên đấy nhé mọi người. Cái sân của cái công viên vườn hoa kia thì cũng đã được dọn hết, mà trên cái đường này cũng được dọn hết rồi. Đi khá là khó đi, nhưng mà đi ai mà tay này kém mà vào cái rãnh này cũng dễ có thể bị trượt. Đó thì cũng từ cái ngày mà bắt đầu họ phát hiện ra những cái bộ hài cốt ở đây thì cũng đã ngót nghét một tháng rồi các bạn ạ. Rào chắn thì được những người ở đây họ chuyển đi nhé, sau khi đã sử dụng xong cái chức năng là rào chắn thì bây giờ họ bắt đầu chuyển đi. Đây, các bạn nhìn cái xe máy đi lại rất chi là khó khăn, thời gian làm khá là lâu, kéo dài đến hàng tháng do nó bị vướng vào những cái tiểu hài cốt ấy. Trước mặt chúng ta là một cái ô tô đang từ từ bò đến này. Đi trên cái con đường này thì cứ một rãnh trên một rãnh dưới nhé, đi rất là khó. Xe gầm thấp đi vào đây thì khả năng cao là sẽ bị quẹt gầm. Xe máy đi. Chỗ kia là cái khu vực mà nó đào rộng nhất, nó đào rất là to để làm cái lắp cống. Đây, có thể nhìn trực tiếp những cái hình ảnh tại ngõ Tây Sơn. Bây giờ học sinh ở đây thì rất là đông. Đi lại là phải chắc chắn tay lái và cũng rất là bụi luôn. Cái nhà xung quanh ở đây thì được sắp được cái đường mới nhưng mà cũng bị chịu cái ảnh hưởng của bụi bặm rất là nhiều. Xe ô tô đi qua rất ròn rén luôn. Đấy, con xe Kia đi qua gần quẹt gầm. Trên kia vẫn còn rất là nhiều cái vật liệu xây dựng họ đang làm lốt, hoàn thiện xong họ sẽ dọn dẹp sạch sẽ và đẹp đẽ lại như cũ. Cái khoan bê tông, cái dây điện, máy móc hàn xì. Cái bê tông này nhìn thì nó cũng hiện tượng là cũng mới đổ thôi mọi người nhé, mới đổ thôi, vẫn còn rất mới. Đây này, một chiếc Toyota, một chiếc Honda CRV đang rất rón rén. Con này chỉ đi vào cái mép kia rất dễ là bay ngay quả lốp.
cạnh này rất là sắc. Bên kia thì đang có một anh tài xế xe công nghệ đang mua một chiếc điếu, do đam mê cái môn thể thao là thuốc lào nên là thấy những cái điếu hay thì anh cũng chạy đuổi theo để mua bằng được. Yêu cái gì là mệt cái đấy mọi người ạ. Yêu thuốc lào thì rất là nghiên cứu nhiều về điếu và thuốc. Thuốc nào hút ngon và điếu nào hút kêu ấy thì nó cũng là một cái nghệ thuật. Đây là cái khu vực tuyến đường mà hôm trước cái đoạn họ xếp cái tiểu quách này mọi người này. Cái chỗ cái túi đen này này, họ hôm trước là cái chỗ xếp nhiều, rất là nhiều. Đầu tiên xong là đến cái chỗ này. Chỗ này là cái chỗ cũng được xếp rất là nhiều tiểu quách và có cả những cái chỗ để người ta cắm hương mọi người. Cái đĩa hoa quả và những cái chỗ cái bát hương để cắm hương. Đoạn này thì chắc mọi người đã từng xem qua video của mình thì rất là nhớ luôn đúng không ạ? Cái hình ảnh mình quay ban ngày thì nó sẽ là rõ nét hơn. Đó, đây này, chỗ góc công viên đây. Bây giờ mình sẽ di chuyển sang chỗ bên kia để mình quay chia sẻ cho mọi người cùng xem. Đây, cái chỗ này thì là cái chỗ hôm trước để rất nhiều tiểu quách ở đây. Mà hiện tại là bây giờ họ cũng đã dọn dẹp, chuyển đi hết rồi mọi người ạ. Thì còn lại một tí vật liệu xây dựng chưa làm xong hết thì vẫn còn ở đây thôi. Còn một vài đống cát như thế này. Mọi thứ đã được quang đãng hết rồi. Rất là đẹp. Cái hàng quán và những người dân ở đây đã đi lại nó cũng đã rộng hơn trước rồi nhé. Đây là hướng thẳng đi ra dầu đường Tây Sơn. Chỗ kia vẫn còn một đống vật liệu mà họ chưa chuyển được hết đi kìa. Rất là ngổn ngang, nên là đa số phương tiện bây giờ đi là phải đi chuyển theo cái hướng ở bên về bên phải đi từ ngoài vào này. Thì bây giờ mình sẽ đi ra đầu đường để chia sẻ với mọi người cùng xem cái cảnh từ ngoài đường đi vào nhé, từ nó như thế nào. Ở ngoài đầu ngõ của ngõ 167 Tây Sơn này mọi người ạ. Đấy thì nói chung là cũng khá là ổn hết rồi nhé, không còn gì để mà phải lo lắng là đi lại khó khăn là như nào nữa. Thì bây giờ là họ cũng đã làm rất là đẹp rồi. Chỉ thêm khoảng 2-3 hôm nữa người ta thảm lại cái mặt nhựa ở đây thì cái đường này nó sẽ lại ngon nghẻ như lúc chưa từng có cái gì xảy ra. Thì hôm nay mình cũng ra để cập nhật cái video là cái khu vực này như thế nào để cho mọi người cùng xem. Thì các bạn xem video nhớ cho mình một like và đăng ký kênh nhé, để mình cập nhật những cái tin tức và những cái video mới nhất ở khu vực này, hoặc là những cái địa điểm nào mới hơn thì mình sẽ quay chia sẻ với mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.